Hạnh Tắc Thánh, ngày 9 tháng 7, Thánh Agostino Chao Rong và các bạn, thế kỷ 17 đến 20, Kitô giáo đến Trung Quốc qua lối Syria vào những năm 600. Tùy thuộc mối quan hệ của Trung Quốc với thế giới bên ngoài, Kitô giáo qua các thế kỷ đã được tự do hoặc phải hoạt động bí mật. 120 vị tử đạo này bị giết từ năm 1648 tới 1930. Trong số đó có 87 vị sinh tại Trung Quốc, là trẻ em, người lớn, giáo lý viên hoặc dân lao động, độ tuổi từ 9 tới 72. Trong đó có 4 linh mục triều người Trung Quốc, 33 vị tử đạo người ngoại quốc, đa số là linh mục và nữ tu, thuộc dòng Đa Minh. Order of Preacher, Hội Thừa Sai Ba Lê, Paris Foreign Mission Society, dòng Francisco, Friar Minor, dòng tên, Jesuit. Dòng Salesian, Salesian, và dòng Francisco truyền giáo Đức Mẹ, Franciscan Missionary of Mary. Thánh Agostino Chao Rong là một binh sĩ người Trung Quốc đi theo The GM Juan Gabriel Torin de Fres, Hội Thừa Sai Ba Lê, tới nơi tử hình ở Bắc Kinh, Beijing. Thánh Agostino được rửa tội và không lâu sau được thụ phong linh mục, rồi chịu tử đạo năm 1815. Được phong chân phước nhiều đợt, nhưng cả 120 vị tử đạo này được phong thánh tại Roma ngày 1 tháng 10 năm 2000.